Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Ca Long. Mình là Betty đây. Hôm nay chúng mình cùng nhau lên kế hoạch cho tháng 4 nha. Đồng hành trong video này là cuốn sổ mã 550 từ nhà Ca Long. Điều mình thích ở em nó chính là có thể mở phẳng 180 độ và có các tab phân trang giúp mình sắp xếp các nội dung thuận tiện hơn. Với 26 còng sắt, sổ lưu trữ được đến 80 tờ giấy định lượng 120 GSM. Giấy có màu trắng kem tự nhiên và không lem hay nhòe với các loại mực, màu gốc nước nhé. Ở trang bìa của tháng, mình viết tiêu đề phía trên này ha. Thời điểm lên video này là những ngày đầu tiên của cung Bạch Dương. Vì vậy, chủ đề mình chọn chính là những bé cừu đáng yêu. Bạch Dương thuộc nguyên tố lửa, chịu sự ảnh hưởng khá lớn từ mặt trời, nên mình sẽ vẽ mặt trời siêu to ở chính giữa tờ giấy này ha. Video này mình sử dụng cọ nước khá nhiều nên sẽ lấy bảng pha màu giấy của Ca Long nha. Quyển này có rãnh xé nên rất thuận tiện khi dùng đó. Sau khi tô những đám mây bồng bềnh xong, mình sẽ viền lại phần chữ ở đây thành một đám mây lớn luôn ha. Phía dưới còn trống nên mình sẽ ghi một vài thông tin về cung Bạch Dương nhé. Đừng quên thêm một chút gel trắng cho chữ thêm xinh nha. Tưởng đã xong trang cover, nhưng chưa đâu mọi người ơi. Chủ đề là các bé cừu mà. Ủa, rồi cừu đâu? Bình tĩnh nha. Hãy lấy thêm một tờ giấy nữa và tô đồng cỏ với mình nhé. Tô xong thì vẽ một cái hàng rào nè, để chút nữa cho em cừu nhảy qua cho vui ha. Giờ thì lấy giấy ở sổ mã 995 ra và vẽ các bé cừu nhé. Giấy ở cuốn này cũng có định lượng 120 GSM và nhìn xa trông như giấy trắng nên chúng mình tô vẽ thoải mái nha. Mình còn vẽ thêm mấy bụi cỏ nữa nè. Đây là một em cừu theo trào lưu đầu chỉ để mọc cây nè, rồi cầm ô chắc là để che nắng á. Mọi người đợi khô hãy cắt các hình vừa vẽ ra nha. Mình sắp xếp lại một chút, rồi dùng băng keo xốp hai mặt để dính vào đồng cỏ ban nãy nè. Làm thế này giúp tạo độ nổi cho trang sổ trông khá là hay đúng không? Bạn nào không có thì có thể dùng băng dính hai mặt bình thường. Rồi dính một mẩu giấy được gấp lại ở giữa cũng được ha. Chính vì đây là giấy ở sổ còng nên mình mới làm nổi thế này đó. Khi viết, mình sẽ lấy giấy ra nên không sợ phồng phành gì đâu. Bạn nào dùng sổ lò xo thì dùng băng dính hai mặt hoặc keo dán thôi nha. Tiếp theo, mình vẽ một trang tháng lớn để tiện theo dõi công việc. Để phòng viết sai, mình lấy ngay em lịch mini ra nhìn luôn.
rồi mình lấy bút màu để ghi một vài sự kiện quan trọng trong tháng. Chỗ trống thì mình đính một bé cừu đeo nơ vào ha. Rồi vẽ thêm bóng cho ẻm bay lên ngắm mây trời luôn. Đây là layout kế hoạch tuần đơn giản được các bạn yêu thích nè. Mình sẽ vẽ một bé cừu chăm chỉ đi học nhưng cũng ham ăn nha. Đầu không mọc cây nữa mà chuyển sang đội bánh bao luôn. Trong lúc đợi màu khô thì mình viết thứ. Ô cuối có thể dùng để ghi nốt, một vài điều đặc biệt trong tuần hay những việc cần chú ý trong tuần tới nha. Lý do mình dùng màu xanh là để giống màu với đồng cỏ đó các bạn. Mình chia mỗi ô làm hai phần, một phần để ghi các đầu mục công việc, phần dưới mình ghi những món mình định ăn hôm đó, để mình có thể có sự chuẩn bị vào tối hôm trước, giúp tiết kiệm thời gian hơn. Và không phải đau đầu suy nghĩ là hôm nay ăn gì. Sau đó dính em cừu chăm chỉ lên phần trống này là xong rồi nè. Bé cừu dễ thương này sẽ đồng hành cùng bạn trong việc theo dõi giấc ngủ tháng tới nhé. Mình kẻ cột thể hiện các ngày trong tháng. Thời gian thì phụ thuộc vào nếp sinh hoạt của mọi người nha. Có những ngày mình ngủ nướng nên vẫn phải ghi đến 10 giờ luôn á. Phía cuối trang, mình ghi một câu trích dẫn ngắn cho đỡ trống. Mỗi sáng thức dậy, ngoài việc xem các đầu mục công việc thì mình sẽ đánh dấu thời gian ngủ của mình vào đây thế này ha. Bóng bay có lẽ là chưa đủ. Trang này mình cho em đi du lịch bằng khinh khí cầu luôn nha. Mỗi ô ở đây tương ứng với một ngày trong tháng. Mọi người có đoán ra là mình làm gì không? Mình dùng trang này để theo dõi cảm xúc mỗi ngày của mình đó. Cho dù buồn vui thế nào thì cuối tháng trang sổ này của mình cũng thật là đẹp. Nên mọi người hãy luôn suy nghĩ tích cực nha. Không thể thiếu ở mỗi kế hoạch tháng, đó chính là trang theo dõi thói quen. Các bạn có thể kẻ nhỏ lại mỗi ngày một ô thôi để viết được nhiều mục hơn nha. Ở mỗi mục, mình đánh dấu bằng một màu khác nhau để thuận tiện trong việc theo dõi. Trong lúc đợi màu khô thì mình viết tiêu đề nha.
kiểu chữ kéo dài viết ở đây trông xinh lắm ý. Đây là một bé cừu sinh đôi với em ở trang bìa nè. Thêm hình mây trời ở góc trên cho sinh động nha. Cuối ngày, mình có thể tích thế này, hoặc đánh dấu hay tô vào ô nha. Giờ thì cùng xem lại thành quả hôm nay của chúng mình nào. Hy vọng qua video này sẽ giúp các bạn có thêm ý tưởng để làm kế hoạch tháng 4 thật xinh đẹp nha. Mình và Ca Long chúc các bạn tháng tới có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc nhé. Cuối cùng, đừng quên nhấn nút like, chia sẻ video này, đăng ký kênh của Ca Long và để lại bình luận nha. Bye bye mọi người!